Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với thời lượng của bản tin 24 giờ. Thay mặt cho ekip làm chương trình, thì Vân xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay có những tin tức đáng chú ý nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong một đoạn video mới xuất hiện gần đây được ghi nhận lại, cho thấy con đê dọc hồ Bà Dương, một hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc đã bị vỡ một đoạn, khiến cho nước tràn vào khu dân cư cạnh đó. Sự việc xảy ra sau khi mực nước ở hồ Bà Dương vượt mốc kỷ lục trong đợt đại hồng thủy năm 1998. Tiếp tục vỡ đê hồ Bà Dương, hồ nước ngọt. Trong khi đập Tam Hiệp được kỳ vọng là sẽ thành công trong việc kiểm soát lũ lụt năm nay, thì tình hình mưa lũ ở hồ Bà Dương, hạ lưu ở sông Trường Giang hay sông Dương Tử càng ngày càng tồi tệ. Mực nước ở hồ Bà Dương đã vượt quá mốc 22,52m từng được ghi nhận vào năm 1998. Nhiều tuần mưa lớn liên tục đã khiến mực nước dâng cao đáng lo ngại trên khắp các con sông và hồ ở Giang Tây. Trong khi đó, Tân Hoa xã cũng chỉ ra một loạt các thiếu sót trong việc quản lý củng cố đê điều ở Giang Tây, đặc biệt là ở huyện Bà Dương, nơi 14 con đê bị vỡ. Vào ngày thứ Tư, Đài khí tượng Trung Quốc đã dự báo một đợt lũ mới sẽ tấn công các con đê ở Giang Tây. Chính quyền địa phương và người dân đang gấp rút gia cố đê điều và phá những con đê bị vỡ. Theo Taiwan News đưa tin, việc hồ Bà Dương xảy ra vỡ đê là bằng chứng cho thấy đập Tam Hiệp đã thất bại trong vai trò điều tiết lũ tại sông Trường Giang. Trước đó, vào ngày thứ Năm tuần trước, hình ảnh vệ tinh xuất hiện cho thấy dường như đập Tam Hiệp đã phải mở toàn bộ cống xả lũ, mặc dù mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp chưa vượt ngưỡng tối đa 185m. Tân Hoa xã dẫn thông tin, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã phải điều thêm 1.000 lính cứu hỏa, cảnh sát từ tỉnh Chiết Giang, An Huy, Phúc Yên, Hồ Bắc và Hồ Nam về ứng cứu tình trạng nguy hiểm ở hồ Bà Dương và Giang Tây. Vào đêm ngày thứ Hai, người dân và chính quyền Bà Dương cũng vừa phá thành công con đê chắn nước ở sông Trường Giang bị vỡ hôm thứ Tư vừa qua. Nước lũ đã tràn vào 6 ngôi làng, khiến cho gần 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Việc phá đê hoàn thành sau 83 giờ làm việc liên tục. Hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới nằm trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, nằm giữa thành phố Nghi Xương của tỉnh Hồ Bắc và Bùi Lăng của tỉnh Trùng Khánh, nơi có địa hình tương đối hiểm trở và lượng mưa dồi dào. Khi Trung Quốc đang chống chọi với mùa mưa lũ nghiêm trọng nhất hơn 3 thập kỷ qua, thì vai trò kiểm soát dòng chảy của đập Tam Hiệp lại gây ra nhiều tranh cãi. Theo thông tin từ hãng tin Reuters, đập Tam Hiệp được thiết kế nhằm thuần hóa dòng sông Trường Giang trong bối cảnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc hứng chịu những cơn mưa lũ lớn nhất trong lịch sử. Chính quyền Trung Quốc luôn khẳng định nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới Tam Hiệp đã điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, hạn chế số người chết và sơ tán khẩn cấp do lũ lụt. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng mực nước sông Trường Giang cũng như các hồ chứa lớn nhận được nước từ sông này dâng cao ở mức lịch sử đã chứng minh đập Tam Hiệp không đáp ứng được mục tiêu cắt lũ như thiết kế. Nhà địa lý học Alabama chuyên nghiên cứu về lũ lụt của Trung Quốc David Sakhan cho biết một trong những lý do mà đập Tam Hiệp được xây dựng là kiểm soát lũ, nhưng chưa đầy 20 năm sau khi nó hoàn thành, chúng ta lại chứng kiến mực nước lũ lên cao nhất trong lịch sử. Ông nhận định thực tế là đập Tam Hiệp không thể ngăn chặn những trận lũ nghiêm trọng như vậy. Trong cuộc họp báo ngày thứ Hai, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho rằng kế hoạch chi tiết về xả nước trong hồ chứa, đặc biệt là Tam Hiệp, đã tỏ ra hiệu quả trong việc kiểm soát lũ năm nay. Ông cho biết 64,7 tỷ mét khối nước lũ đã được trữ lại trong 2.297 hồ chứa, bao gồm 2,9 tỷ mét khối tại Tam Hiệp. Công ty vận hành dự án Tam Hiệp hôm thứ Bảy vừa qua cho biết việc xả lũ xuống hạ lưu đã giảm một nửa kể từ ngày thứ Hai tuần trước, giúp giảm tốc độ và mực nước ở sông dâng cao trong vùng hạ lưu của sông Trường Giang một cách hiệu quả. Tổng lượng nước lũ được tích trữ đạt 88% tổng dung tích của hồ chứa. Tuy nhiên, những phần khác của sông Trường Giang, các nhánh sông và hồ điều hòa lớn của nó như hồ Động Đình, hồ Nam và Bà Dương ở Giang Tây đều đạt mức cao kỷ lục. Nhà địa chất Trung Quốc Phan Xiao từ lâu luôn phê phán các dự án xây đập khổng lồ, cho biết khả năng lưu trữ nước tại Tam Hiệp chưa tới 90% lượng nước lũ trung bình. Ông cho rằng nó chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ lụt ở thượng nguồn, nhưng không thể ngăn chặn lũ lụt gây ra bởi mưa lớn ở vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang. Ông cũng nhấn mạnh Tam Hiệp và các dự án đập thủy điện lớn khác thậm chí có thể khiến lũ lụt tồi tệ hơn do thay đổi dòng chảy trầm tích dưới lòng sông Trường Giang. Việc xây đập để phát triển điện cũng hạn chế chức năng kiểm soát lũ của dự án. Khi nào mưa và áp lực lũ tại Trung Quốc được giải tỏa? Vâng, thưa quý vị, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng và kéo dài, thì các chuyên gia dự báo thời tiết Trung Quốc đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về đợt mưa lũ năm 2023, bao gồm nguyên nhân tại sao nước này liên tục hứng chịu mưa lũ, vành đai mưa sẽ di chuyển đến đâu và liệu rằng áp lực kiểm soát lũ sẽ được giải tỏa hay không. Theo đó, từ đầu tháng đến hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về mưa lũ trong 40 ngày liên tiếp, khoảng thời gian dài nhất kể từ khi hệ thống cảnh báo được đưa ra vào năm 2007. Dữ liệu từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho thấy, từ đầu mùa lũ vào tháng 3 đến nay, có tổng cộng 15 sự cố mưa lớn xảy ra ở khu vực phía Nam.
Trong tháng qua, vành đai mưa chính tập trung ở khu vực bao gồm các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc, An Huy và Chiết Giang. Lượng mưa tích lũy từ ngày đầu tháng đến nay được ghi nhận bởi 85 trạm khí tượng ở hầu hết các tỉnh phía Đông và phía Tây Nam, đã vượt qua một nửa số lượng hàng năm của những ngày trong tỉnh. Mưa lớn đã gây ra áp lực nên kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Trường Giang nơi có đập Tam Hiệp. Từ ngày đầu tháng đến nay, lượng mưa trung bình trong lưu vực đạt 369,9 mm, cao nhất trong cùng thời kỳ kể từ năm 1961 và cao hơn 54,8 mm so với cùng kỳ năm 1998. Khi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra dọc theo sông, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Tờ China Daily dẫn lời ông Zihai Xianqing, chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, so với năm 1998, mùa mưa năm nay kéo dài hơn và ảnh hưởng đến một phạm vi rộng hơn. Ma Sue Kuan, trưởng nhóm dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, những cơn mưa liên tục phần lớn là kết quả của sự lưu thông khí quyển thường xuyên hơn và mạnh hơn. Ông nói rằng vùng cao cận nhiệt đới trên phía Tây Bắc Thái Bình Dương ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc. Lượng khí từ phía Tây Nam vận chuyển một lượng hơi nước khổng lồ từ vịnh Bengal qua phía Tây Bắc của hệ thống gây ra các cơn mưa lớn. Kể từ tháng trước, vùng cao cận nhiệt đới đã mạnh hơn so với những năm trước là kết quả tình trạng nóng lên bất thường của Bắc Ấn Độ Dương. Trong khi đó, không khí lạnh ở phía Bắc tương đối thường xuyên gặp không khí ấm ở phía Nam dẫn đến mưa lớn thường xuyên và liên tục. Bên cạnh đó, sự xuất hiện sớm hơn 7 ngày so với những năm trước của mùa mưa mận. Thường bắt đầu vào đầu mùa hè, khi mận chín dọc lưu vực sông Trường Giang cũng dẫn đến mưa quá mức bất thường. Chuyên gia Ma Sue Kuan cũng cảnh báo rằng, tác động của lượng mưa đã làm tăng các trận mưa từ 4 ngày trước đó tại khu vực đó, người dân địa phương cần phải tự chuẩn bị cho các thảm họa địa chất. Hoàng Lai, nhà nghiên cứu về việc thích ứng biến đổi khí hậu của Trung tâm Quốc gia cho biết, mặc dù hiện tại không phù hợp để gắn một sự kiện thời tiết hoặc khí hậu trực tiếp cho sự nóng lên toàn cầu, nhưng sự xuất hiện của các sự kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt thực sự đang gia tăng. Kể từ năm 1951, nhiệt độ trung bình và cực đoan của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, kèm theo những sự cố nghiêm trọng và thường xuyên hơn của thời tiết và khí hậu khắc nghiệt xảy ra trong thời gian dài. Dự đoán mô hình khí hậu từ trung tâm cho thấy rằng, nếu phát thải khí nhà kính không được kiểm soát, tần suất, cường độ và thời gian của một sự kiện cực đoan trên toàn thế giới sẽ tăng mạnh. Vào cuối thế kỷ 21, sự xuất hiện của sóng nhiệt độ cao trên đất liền sẽ gấp 5 đến 10 lần tần số hiện tại, kèm theo lượng mưa cực lớn ở hầu hết các nơi trên thế giới. Trung tâm cho biết cần khẩn trương tăng cường hơn nữa khả năng Trung Quốc trong giám sát, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro đối với thảm họa, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong các ngành và khu vực trọng điểm, cơ chế phòng chống giảm nhẹ thiên tai để ứng phó với thảm họa do thời tiết khắc nghiệt, ưu tiên như vậy khả năng đối với mặt biến đổi khí hậu. Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng dự báo trong giai đoạn từ 4 ngày qua, Nam Kinh sẽ tiếp tục hứng chịu mưa bão lớn, khiến cho mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Lực lượng dân phòng, cứu hỏa và người dân thành phố đang khẩn trương ra cố đê để ngăn lũ. Chịu ảnh hưởng của nước sông Trường Giang, mực nước các con sông và hồ chứa ở tỉnh Giang Tô cũng liên tục dâng cao trong những ngày gần đây. Nước sông Thủy Dương dự kiến sẽ đạt mức 12,8 m, hồ Thạch Cữu, hồ nước ngọt lớn ở hạ lưu Trường Giang cũng có mực nước lên tới 12,4 m. Mực nước ở toàn bộ 430 con sông ở Trung Quốc đều đạt mức báo động từ đầu tháng, trong đó 33 con sông dâng cao kỷ lục. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết, nước sông dâng cao kết hợp với giải mây Mai Vũ gây ra mưa liên tục, khiến cho Trung Quốc đang bước vào thời kỳ chống lũ quyết định. Mưa lũ gây ra thiệt hại nghiêm trọng tới 37,89 triệu người ở 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố của Trung Quốc, khiến 141 người chết hoặc mất tích, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Hai nâng mức cảnh báo lũ lên cấp 2. Mực nước tại hồ chứa ở 10 đập thủy điện dọc theo sông Trường Giang đã đạt mức giới hạn. Kính thưa quý vị và các bạn, hàng chục nghìn người đã chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông của Trung Quốc, gây ra vỡ đê nghiêm trọng. Tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc của Trung Quốc, mưa lớn kéo dài đã khiến các đoạn đê ở hạ lưu của sông Phần chạm đến đỉnh lũ lớn nhất gần 40 năm. Vỡ đê sông Phần xảy ra khoảng 17 giờ chiều thứ tư, đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương, với chiều dài đoạn vỡ lên đến 20 m. Hơn 1.800 cư dân gần khu vực vỡ đê đã được sơ tán an toàn. Trong khi đó, hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người được huy động để phá đê bằng đá và gạch. Nhưng tính đến 4 giờ sáng thứ Năm, lỗ thủng vẫn chưa được phá. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao, tuần tra 24/24 để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong thời gian mưa lớn kéo dài. Trên đây là những bản tin tổng hợp những nội dung chi tiết mà biên tập viên chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.